Yeah, good morning ông bạn già. Okay, good morning. Good morning. Bên đó thời tiết sao anh? Bên này bây giờ hôm nay bắt đầu tôi ấm dậy rồi này. Trước hết là em bữa nay tôi bữa nay không 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 có bình thường đã lại rồi, hết sốt, đi làm từ chiều được là đi làm một ngày hôm qua rồi. Ok, cũng mừng cho anh. Vậy là tốt rồi. Ok. Ok. Thì, hôm nay anh em mình cũng mạng làm có làm mình không 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 là gì cả, mình chỉ phân tích một chút xíu về cái vấn đề chuyện mà đang bùng nổ hiện giờ là chiến tranh của Liên Xô của Nga và của thằng thằng gì tôi Ukraine. Quên Ukraine 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 đó. Thì chút xíu nữa mình nói một cái như vậy chút xíu nữa. Nếu mà không có gì trở ngại thì hôm qua mình có nhắn tin cho con thay nhà ha. Ok. Có nó vào thì rất là hay. Thôi kệ đi, mình làm trước đi, hồi nữa rồi có cái gì đó nói vào tiếp tục. Thì ok. Rồi bây giờ anh nói trước đi, anh nói đi. Thì cái chiến tranh của Ukraine này thì cũng là mình đã từng nói rồi, có nghĩa là ở đây mình không nói về vấn đề vĩ mô, mình không nói vấn đề thế lực này thế lực kia, mà mình chỉ nói là bất cứ một người nào mà lên lãnh đạo một đất nước nào đó mà dẫn tới một con đường mà đưa đất nước vào chiến tranh là người đó là có tội với dân tộc đó, thế thôi, đương nhiên là vậy rồi. Mà cái chuyện này nó không đáng xảy ra, mà nó xảy ra là mình cảm thấy mình tiếc. Và mình chiến tranh thì mình đất nước Việt Nam mình đã hiểu quá rồi, có nghĩa là tan thương rồi những chuyện chết chóc lớn già trẻ bé lớn nó không từ một ai cả. Cái chuyện mà súng đạn mà thì làm sao mãi được. Thì nhưng mà kèm sau đây ý tôi muốn nói là kèm sau đây các nước phương Tây ngay bây giờ đã hầu như là họ đang bị họ cô lập nước Nga và họ tung tin giả, tin là hầu như là 99% là tin toàn là giả hết. Hầu như những bức ảnh rồi những cái này kia là toàn là giả hết. Thì cái đó thì ngày hôm qua đứa em gái bên Nga đã kiểm chứng và đã nói. Hình như ở trong này hình như tất cả mọi người đều biết là Vương Tây Nga phải không? Có biết Vương Tây Nga không? Hiện giờ đang cư ngụ và đó là một người con gái Bạch Dương, người Việt. Sống bên đó mấy chục năm rồi. Là một quốc tịch Nga, người Nga gốc Việt đó. Vậy đây nếu có em gái nó vào thì rất là hay. Thì ở đây mình muốn nói cái điều này là hầu như đất nước phương Tây hiện giờ đang bị nước Nga đang bị các nước phương Tây cô lập nó một cách như vậy đó, cho nó chính đáng. Anh tiếp tục đi anh. Thì cái chiến tranh này thì theo tôi nghĩ là nó có những cái mình buồn cười ở cái chỗ là khi Anh Mỹ mà gây chiến tranh đó thì tất cả các nước phương Tây đồng minh rồi đó, các như là khối NATO rồi Liên Hiệp Quốc này, hầu như họ im, họ không có nói gì hết rồi. Ủng hộ đi cho anh theo. Cái đó nhưng mà gây chiến tranh một cách vô cớ. Vô cớ ở một cái chỗ là có chị Châu kìa. Chị Châu lên chơi chị Châu. Chị gửi yêu cầu lên chơi. Tự như là cái like này như mời được 3 người đó. Có nghĩa cái là những người mà các nước phương Tây mà gây chiến tranh vô cớ, chẳng hạn như anh Mỹ nhà mình thì đánh nhầm Iraq nè, Afghanistan rồi Libya nè, Syria nè, các cái là ổng lại tự tạo chiến tranh ra và tất cả các đồng minh của ổng là im thinh thích, nên là không có nói một cái câu nào cả. Mặc dù chiến tranh thực sự là rất là buồn cười, nhiều khi chiến tranh xảy ra mình thấy mình tức cười đó. Hầu như là không có một cái gì gọi là không có một cái gì gọi là lý do chính đáng cả mà họ lại rồi thôi cho ba đi làm nội trợ đi, mệt quá. Và ông bà sao không dở của bà không đi ổng dọn cơm dọn nước mà lo đồ ăn sáng, mệt quá. Tôi bà xã tôi có đi tôi bắt tôi phải làm mình không à.
À, nói như vậy để cho anh hiểu là các nước đồng minh đang bao vây nước Nga và về cái điều với cái vấn đề chiến tranh Ukraine thì cái đó mình không biết anh bây giờ anh nói đi rồi sau ra. Tôi thì tôi biết là cái Ukraine từ lâu, từ hồi mà họ đứng ra độc lập, tại vì mình có mấy người bạn ở bên đó, mấy các bạn ở bên ngoài Bắc họ qua bên đó họ làm ăn. Mình đó là một quốc gia rất là giàu có nha, họ có rất là tầm vóc sau khi mà họ được độc lập đó. Họ là một cường quốc về nguyên tử, cường quốc về kỹ nghệ. Hồi đó mà mình có những cái làn, hồi trong chiến tranh năm trước năm 1975 ngoài Bắc á, mình có những cái làn hỏa tiễn phòng không Hỏa nổi tiễn tiếng, Sam rồi. Sam, Sam đơ, Sam 2, Sam 3 gì đó, là những đó là những cái làn hỏa tiễn sản xuất từ Ukraine, và chuyên gia của Ukraine, họ qua bên đó họ đã giúp đỡ Việt Nam trong cái trong cuộc chiến bảo vệ quốc gia, thống nhất quốc gia. Sau này mình có những người người bạn qua bên Ukraine du học. Đó là một quốc gia, đó là một cường, sau khi mà họ được độc lập, Ukraine là một cường quốc về chất xám. Trường đại học của họ rất là nổi tiếng, xã hội của họ rất là giàu có. Mình có người bạn qua bên Ukraine đi học rồi đi làm ở lại đó, đi làm việc với đó, lập gia đình với một người phụ nữ Ukraine, và họ có một cuộc sống rất là thịnh vượng, thanh bình. Thì đặc biệt là mình có đây là mấy trong khoảng đầu năm bây giờ mình bên Mỹ này mình sùm lên cái vụ ông xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng. Ông Phạm Nhật Vượng là ông khởi đầu ở Ukraine, ông làm mì tôm ở bên đó, rồi ông sau đó rồi ông có một số vốn ông bán đi cho cái hãng mì tôm của ông, rồi ông về Việt Nam ông làm việc trở lại. Thì quả thật rất là ông có một cái nhìn rất là xa, tại vì có thể là đó là một cái sự may mắn của ông khi mà ông rời, ông mang vốn liếng của ông ta khỏi Ukraine về, ông về Việt Nam ông làm việc. Thì bây giờ ông có Xảy ra cuộc chiến này chắc là ông cái còn cơ cũng ngơi buồn lắm này, ha, buồn lắm. đúng rồi. Còn nếu mà trường hợp mà ông ở lại với nó rồi ông cứ làm mịt đấy thì bây giờ là đó thì nó cũng chẳng ra đâu, mình chẳng hiểu câu chuyện ra thế nào. Thì nhưng mà tôi biết là đến khi mà Ukraine mà họ có mấy cái cuộc đảo chính rồi, họ đảo chính lật đổ chính phủ này rồi đưa ông này ông kia lên, thì tôi biết ngay từ lúc đó là họ sẽ bị khốn khổ. Và tại vì những cuộc đảo chính đó, những cuộc biểu tình nổi loạn ở đó, Có đảo bàn tay chính lâu ở lá đó, của nước ngoài sẽ đưa vào và chắc thì rõ chắc ràng chắn. cái thằng nhà cho anh thì lúc đó là cái thằng cha mà thủ tướng lúc đó, thì mình không biết, nhưng mà cái thằng cha mà làm to nhất lúc đó, đó là cái người võ sĩ quyền Anh của Ukraine, mà cái người đó là vô địch quyền Anh của Ukraine. Thì cái thằng cha đó là nó làm ý là lúc lúc đó là đang làm thị trưởng Kiev, và cái khả năng mà nó lên làm tổng thống Ukraine là rất là dễ, nhưng mà cuối cùng nó không lên được, người Mỹ nó không cho nó lên, tại vì thằng cha đó nó khi mà nó làm thị trưởng Kiev thì nó đã có cái thẻ xanh rồi, thành thử ra là nó không có làm được thủ tướng, nhưng mà lúc đó là nó đã sẵn sàng rồi đó. Thì thế này thì cuộc đời của mình đó anh, cuộc đời của tôi với anh đó, mình sống ở Việt Nam đó, thì mình có mình mới nhìn thấy hai cái cuộc đảo chính. Một cái cuộc đảo chính lần đầu tiên đó, là cái hồi ông Ngô Đình Diệm ông ấy đảo chính ông Bảo Đại năm 1955. Hồi đó thì mình chưa có biết, nhưng mà đại khái là cái cuộc trưng cầu dân ý thì nó cũng như là cái cuộc đảo chính vậy đó. Ông Bảo Đại ông đi ra ngoài cái ông này ông đảo chính đi, Hello. rồi Hello. rồi khi mà ông đảo chính, ông Ngô Đình Diệm ông đảo chính xong ông Bảo Đại đó, tức là
là đánh nhau anh. Hồi đó ông Ngô Đình Diệm cũng lên là ông đánh Bình Xuyên, Hòa Hảo, Cao Đài, quýnh Bảy Viễn, quýnh đủ mọi người, quýnh sau đó đánh xong 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 cái là quýnh tới mấy ông Phật giáo, quýnh tới mấy ông này ông kia, rồi mang cái này người kia, rồi đến năm 1963 một cuộc đảo chính nữa. Thì khi mà sau khi mà cái một cuộc đảo chính đó đó này ở Việt Nam thì rõ ràng đó, là sau cuộc đảo chính đó là cái loạn lạc có xảy ra trong Nam là không biết là bao nhiêu, mà kể không biết là bao nhiêu bom đạn, mà không biết là ở tất cả mọi cái xứ khác cũng đổ về. Thì khi mà tôi nhìn thấy cái thằng trai Ukraine mà nó biểu tình, dân nó biểu tình mà nó đảo chính như vậy là tôi biết là nó sẽ khốn nạn. Tôi không biết là tại hồi nào nó xảy ra khốn nạn cho nó, tôi không biết lúc nào, nhưng mà tôi biết là nó sẽ khốn nạn, mà thiệt quá thực là như vậy. Là tại vì cái ông tổng thống này mới lên ông dại dột cái mức độ, mà ông dại dột tới cái mức độ là cơ bản tôi không hiểu là tại sao mà ông lại có lăng xả. Ông muốn biến ông muốn thành là một 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 thành viên của NATO, trong khi đó ông mới biết, ông tôi nghĩ là ông phải biết là NATO là một khối liên minh thù địch của Nga Xô. Bao giờ ông chỉ dăm nhắm cái mũi dùi vào Nga Xô để làm khó khăn, để bao vây họ làm cái này cái kia, thì Thì mình không hiểu là tại sao. bởi vậy thì tôi mới nói anh nè, là thằng Hề, mà thằng Hề đi làm chính trị là như vậy đó. Bởi vì có một cái ông ở đây tôi cũng đã post lên rồi, tất nhiên là ở đây là có cái một cái người chuyên gia về vấn đề quân sự, vấn đề kinh tế ngoại đối ngoại của Việt Nam mình đã bình luận về cái chuyện này, mà họ đã nói rất là nhiều. Nó ông này hoàn toàn không biết về một tí ti về về vấn đề coi như chính trị ấy, khổ vậy. Như thế vì từ đó mình không biết nói làm sao mà Cái người đi đóng tuồng đấy, cái người làm diễn viên, mà mình ở bên này mình có tivi mình cũng biết là cái tuần lễ này á, nó làm xong một cái vở kịch này thì tuần sau là nó phải có một vở kịch khác lại nó chiếu ra cho mình coi chứ. Cái thằng cha này, cái đầu óc nó cũng vậy đó, nó có đòi hết cái này rồi nó lại đòi đến cái khác, rồi nó lại làm, nó lại cục đây này. Cái người đi đóng kịch đó là cái người mà đi làm những cái điều gì theo một cái bản bản kịch mà người ta đã viết ra. Tức là tôi nghĩ là thì là tôi nghĩ là mấy những ông NATO, những ông Mỹ mà nói cái ông này làm cái này làm cái kia thì ông lại đi trang vậy, mà ông làm còn giỏi hơn, ông còn chế ra cái này chế ra cái kia nữa. Ngày hôm qua tôi đi coi có được những bức hình mà cái phái đoàn của hai cái phái, một cái phái đoàn của Nga Xô, một cái phái đoàn của Nga với một cái phái đoàn của Ukraine đến phòng họp ở bên Belarus. Cái phái đoàn của Ukraine họ đến đâu, có một cái thằng cha mà nó là chủ tịch của cái đảng của mà thuộc đảng gì mà cái ông tổng thống này ông thuộc vào trong đó, ông là đảng viên ấy. Thì đến mà đội cái nón này, đội cái nón kết đó, đội cái nón đánh baseball đó, rồi đội đội một cái kép đó, đội một cái ông, trời thì lạnh ở trong, nhưng mà tôi nghĩ trong phòng ấy thì chắc là nó ấm, thì ông mặc áo mới ôi. Ông đi ông họp về chiến tranh, ông đi ông họp về ngừng bắn của một cả một quốc gia của mà nó có liên quan đến cái an ninh về chiến tranh nguyên tử đó, mà ông đi ông họp như vậy thì chứng tỏ là ông đi là để ông làm đạo diễn, hay là ông đi ông diễn hài, ông đi ông diễn chứ ông đâu phải đi họp ấy. Tối thiểu mình đi họp người ta tư cách không có. mình phải có tư cách căn bản ấy. Tức là con người mình đến đó là mình phải là có một cái sự trầm trọng, tại vì có đó là chiến tranh và hòa bình mà, chứ đâu phải mà đến đó mình diễn kịch đâu, mà mình lại ăn mặc một cái kỳ cục như vậy. Tôi cũng không thể tưởng tượng được tại sao mà bên Ukraine họ cử một phái đoàn đi mà coi một cái kỳ cục như vậy. Mình không hiểu anh, nhưng mà mình biết một điều thế này là họ, khi mà tôi nghĩ là mình nhìn thấy cái số lượng cách tấn công của Nga vào đất Ukraine đó, thì tôi biết là người Nga họ không có muốn chiến tranh nó nổ làm lớn quá, là tại vì tôi có cảm có tưởng như có đó Song là hai Phạm nè, chiến tranh. anh mở Tiêu Song Phạm lên chơi. À, họ họ là những quốc gia anh em, họ có cùng tôn giáo, họ có cùng Ngôn ngôn ngữ ngữ,
họ có cùng văn hóa, họ đó một quốc gia, họ bên cạnh với nhau lâu lắm rồi. À, tôi nghĩ là đó là Nga, tôi nghĩ là khổ tâm lắm thì họ mới phải làm cái điều này chứ họ chẳng sung sướng gì. Anh nhỉ, rất là khổ Tôi tâm cũng cho nghĩ như họ. anh, tôi cũng nghĩ như anh vậy. Tại vì mới đánh nhau có 3 ngày thôi mà họ đã mở ra cái bàn đàm phán rồi. Anh biết là ngày xưa mà người Mỹ họ đánh nhau mình từ năm 1955 đến năm 1969 là họ mới mở bằng 68 họ mới mở phòng ngồi xuống và ngồi đàm phán. Chiến tranh khi mà người Mỹ họ mở ra chiến tranh thì chỉ họ không có là, khi mà chiến tranh nó xảy ra đó, mình sống ở đây, mình sống ở trong cái thế giới của người Mỹ của tư bản thì mình biết và họ đánh nhau rất nhiều rồi thì mình nhìn biết chiến tranh khi mà người Mỹ xảy ra tạo dựng một cuộc chiến tranh là họ không nghĩ đàm phán, họ chỉ nghĩ đến đầu hàng thôi và tiêu diệt chứ không có đàm phán. Mình ở đây mình sống từ đây từ năm 1975 mình nhìn người Mỹ đánh nhau biết biết bao nhiêu người rồi. Biết bao nhiêu quốc gia thì mình biết một điều là khi mà họ khởi đầu một cuộc chiến tranh tức là khi mà người Mỹ khởi đầu chiến tranh là chỉ có đầu hàng chứ không có đàm phán, ngoại trừ trường hợp Việt Nam đó là trước năm 75, trước năm 75 người Mỹ họ không có đánh nhau vừa điều đình. Nhưng mà người Nga Xô tôi rất là ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên, và khi mà tôi ngạc thì mình thấy như Cái vậy thì thái mình độ đó, cái thái cái thái độ độ đó có nghĩa là họ đã nhân từ. đúng rồi, họ muốn giải quyết chứ không phải họ muốn tiêu diệt cái nước Ukraine. Tại vì tôi có nghĩ là Việt Nam mà khi mà họ đánh nhau bây giờ khi mà người Mỹ đổ bộ với Việt Nam họ đánh nhau giờ thôi mình có nói lên năm Vì có một cái 1963 câu đi á, tìm và diệt. đúng Có một cái câu á, tìm và diệt đấy. đầu hàng hay là tiêu diệt không có nói chuyện mà phải đánh nhau đến từ năm bây giờ mình có nói từ năm 1963 đến năm 1969 68 bắt đầu mà họ mới ngồi nói chuyện và đến khi mà kết thúc chiến tranh năm 1972 người Mỹ là họ đánh là để tiêu diệt chứ không có đàm phán. Người Nga họ đánh Ukraine khác hẳn á, khác hẳn á, đánh nhau ngày thứ ba đến ngày thứ tư mở bàn đàm phán. Đó là một thái độ rất là nhân văn, đó là một thái độ rất là rộng rãi và tôi rất là riêng phần tôi rất là ngưỡng mộ với cái hành động của người Nga Xô đó. Không có khát máu, họ không có khát máu. Tôi nghĩ là họ đã nhìn thấy chiến tranh quá nhiều trên quốc gia của họ. Trong lịch sử thế chiến Nga là một quốc gia mà họ bị đổ vỡ và bị hy sinh nhiều nhất ở trong thế giới so với tất cả những quốc gia khác, so với cả châu Âu thì là họ là một quốc gia bị hy sinh, bị tàn phá, hy sinh nhiều nhất. Thành ra tôi nghĩ là họ không có muốn nhìn cái chuyện nó xảy ra ở ngay trên cái phần đất mà bên cạnh họ Ukraine, bề gì cũng là anh em bạn bè, anh em hàng xóm láng giềng của họ, thằng hàng xóm mình nó khổ mình cũng khổ theo ngay bên cạnh mình. À, tôi hy vọng là cuộc chiến tranh này sẽ chấm dứt một cách trong một thời gian rất là ngắn gọn. Mặc dù thế này này thưa anh nhỉ, Ai cũng hy vọng cả, thì bởi mặc vì dù khi chiến tranh xảy ra thì cái người mà bị thiệt thòi nhất là chính là người dân dân chúng, không ai muốn điều đó xảy ra cả. Nhưng mà mình phải nói một cái câu như vậy, chiến tranh này là một cái cuộc chiến tranh bắt buộc, bởi vì họ đã dồn vào một cái thế mà không làm thì không được. Nó giống y chang đúng như rồi. hoàn cảnh Việt Nam mình là chiến Với thắng Campuchia đây, bên Campuchia, không khác tôi gì nghĩ cả, rằng không khác gì Campuchia đâu, không không khác khác gì hết. gì, thì không đánh không được và không tiêu diệt là không được, là bởi vì không ai chấp nhận cái điều đó. Anh thấy không, y chang là Campuchia nha mình. Thì bây giờ mình nói cho anh nghe cái điều này, cái đó thì mình cũng đã biết rồi, nhưng mà mình cũng hy vọng là chiến tranh nó mau mau kết thúc để cho người dân nó không có khổ nữa. Mình cũng biết là cái chuyện đó, nhưng mà mình mới nói là cái chuyện rất ư là phi lý, là ở chỗ là ngay tại lúc này các báo chí và các báo đài phương Tây hầu như họ đưa tin sai sự thật hoàn toàn, họ bóp méo thông tin, và ở bên Mỹ này họ bóp chặn lại những cái mà thông tin chính thức, và họ đều là bóp chặn lại và họ đưa những cái thông tin của họ và họ xào nấu lại những cái chuyện rất ư là buồn cười. Chẳng hạn như là ở trên mạng thì em thấy là tôi thấy là có một cái bức hình, những nhiều bức hình chẳng hạn như là đưa những gương anh hùng của Ukraine này kia, nhưng thực chất đó là nữ phi công nó đâu phải, rồi những người bị cháy và bỏng phỏng xăng này kia ở cạm xăng nó đem ra nó nói này kia, người dân nói chung là tất cả nó tạo dựng một hình ảnh rất là buồn cười. Mà mình nếu mà mình người dân thường mình không có tư liệu thì chắc chắn là mình phải nhầm lẫn là cái điều đó xảy ra thật, nhưng mà không phải, đó là những hình ảnh và những nguồn tin rất ư là tào lao.
đó. Thì ngày hôm qua thì anh với tôi cũng đã trực tiếp với lại con Vương Thai Nha ở bên Nga, thì nó đã nói với anh, hầu như đã qua báo nước ngoài, nó hoàn toàn đã nói là hoàn toàn sai sự thật cả, nó ăn ở bên Nga. Và cái báo phương Tây và chỉ mũi dùi nói về vấn đề bên 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 kể cả báo Người Báo tiếng nói tiếng Việt ở tại Mỹ này cũng nói trật lắc luôn, nói tào lao luôn đấy. Mà hầu như bây giờ mình mới biết là hầu như những cái tờ báo mà tiếng Việt ở bên Việt Nam, ở tiếng Việt của nước Mỹ này hầu như cũng tào lao luôn, có nghĩa là nói tầm bậy thì tầm bạ luôn. họ thì, thì họ thì thì họ cũng như mình vậy thôi, họ cũng lấy tin tức từ đâu, từ mấy người Mỹ họ ra ở đây ra Đúng rồi, ở, họ họ bỏ chỉ ra lấy chứ nguồn tin còn của thằng Mỹ họ nó đâu có bung ra khả thì năng họ gì. dịch ra họ làm thôi, nhưng thực chất Đúng là rồi, các họ bác cũng khác đâu cũng cũng mà có không khả biết năng, cái nhiều lúc nào. cũng mặc rất là lười biếng chứ không phải không. Đúng rồi. Thế này chỉ có một chuyện thế này này, mà có một điều rất là đặc biệt ạ. Đặc biệt là thế này này, đặc biệt là những người mà ở châu Á khi mà họ nói về cái cuộc xung đột này này, những quốc gia châu Á khi mà họ nói về cái cuộc xung đột này này, thì họ bao giờ họ cũng đều một miệng, đều một giọng như vậy, nên họ kêu gọi người tất cả mọi người đến đi đến bàn đàm phán giải quyết ở đó. Đó là cái mấy quốc gia châu Á đó, Trung Quốc, tôi nghĩ Việt Nam họ cũng nói như vậy, Đại Vậy Hàn, Nhật thôi. Bản đó, họ cũng nói, họ kêu gọi đàm phán. Nhưng mà mấy ông Tây phương, đặc biệt là cái người Mỹ, họ bơm tiền, bơm ấy, Đúng là súng đạn tiêu bơm diệt. súng đạn vào. Tôi nghĩ là cái khả mình đây đây là một cái trường hợp mà rất đặc biệt, đó là để cụ thể để mình nhìn thấy là hai cái nền văn hóa rất là khác biệt. Cái nền văn hóa của châu Âu là một cái nền văn hóa rất là bạo động đó. Cái chuyện nó đang khó khăn thì đáng lẽ ra là mình phải làm cho nó nhỏ lại chứ không phải mình làm cho nó lớn lại, khi mà nó Nhưng có mà khó khăn này cái phương Tây nó đâu có muốn cho nó nhỏ lại. thì thế tôi Cái dịp và cái này là cái điều dịp ngàn năm một thở, anh hiểu để đó, làm cái cho nó dịp lớn này là dịp ra, làm ngàn lớn năm một chuyện ra, thở, để và làm lớn họ chuyện muốn ra tiêu diệt nước Nga, cho nên vì chỗ đó họ đó. mới làm cho nó bùng lên Họ đó. cái này Cái này là một cái cớ, và ngàn năm một thở, ngàn năm một thở, tôi nói thẳng là một ngàn năm một thở, cho nên vì chỗ đó họ chộp cơ hội và họ bơm tiền, họ khích tướng, họ xúc sắc động, họ làm đủ trò để mà cái cuộc chiến này nó bùng lên đó. Nó không tha con kỹ này. Nó có một cái điều và tái khoái, nó có một điều tái khoái như này nè. Mình nhớ lại những cái cuộc trận chiến mà do Mỹ cầm đầu và khơi mào chiến tranh, chẳng hạn như là Iraq, Afghanistan, Libya, Syria. Nhắc lại một lần nữa, tất cả các cộng đồng quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc, không làm gì cả, và để cho thằng Mỹ tự tung tự tác. Và những cuộc chiến tranh đó tôi không thấy khối NATO, không thấy châu Âu, không thấy Đức, không thấy Pháp, không thấy Anh, không thấy gì cả, và họ còn gửi quân tiếp diễn nữa. Và những cuộc chiến tranh rất ư là vô lý đến một cái độ hầu như là mình tưởng là chúng mình là chuyện mà cartoon mà để cho con nít chơi vậy. Chẳng hạn như là Iraq, tôi nói cho anh nghe, ngày xưa ông là cái gì, ông là Power Co gì, ông Jaden mà làm Colin Colin Powell, đâu lấy rồi một lọ, có trong đó nó Powell. có cái lọ muối hoặc là chỗ lọ bột trắng lên lê họp hội đồng, lắc qua lắc lại, đây 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 là chứ, đây đây rồi xong, đồ giống y chang như trò chơi con nít, rồi xong đè đầu con người ta quýnh quýnh tan nát, quýnh banh to lông luôn, quýnh diệt luôn, cái là treo cổ tổng thống luôn. Đó là cái gì, đó là một cái tội ác diệt chủng, theo tôi nghĩ là như vậy. Mà anh thấy rõ ràng không, xong rồi đất nước người ta tan hoang đồng rồi, xong rồi khi tìm ra chẳng có cái con mẹ gì cả. Anh nghĩ anh coi cái đó là một điều gì, không ai lên tiếng gì cả, không ai nói một câu gì hết. Đến Còn khi cái chuyện mà mà thằng Liên Xô mà đánh Rus, thằng này á, là coi như là nó có lý do chính đáng, bởi vì anh đang ở sau lưng nhà tôi, anh đang sát vách nhà tôi, mà anh làm những cái điều mà tôi không thể chấp nhận được, và tôi đã cảnh báo rất là nhiều lần rồi mà anh vẫn phải như vậy. Bởi vì cái chính cái thằng này nó ngu quá, nó đẩy cái đất nước nó vào chiến tranh. đúng rồi. Thì ngược lại cả một bầy, cả tôi nói hẳn là một bầy nha, một bầy là NATO, là khối NATO, rồi Anh, Pháp, Mỹ gửi làm chi. Anh thấy rõ ràng ở đây nó dồn Liên Hô vào một cái xe thế là coi như là tôi không đánh không được. Thế đó, cho nên mình mới nói là cái điều này là nó một cách khác hơn chăng nữa là cái người lãnh đạo của cái đất nước Ukraine này quá ngu si. Ngu si đến mức độ giống như anh nói đó.
làm cái gì mà phải đi vô khối NATO mới chịu, không có được cao như Việt Nam mình có vào đâu.